Xin được mến chào và cảm ơn quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh tin tức HTD News. Trong chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bản tin đáng chú ý sau đây. Hội đồng Bảo an họp khẩn về nguy cơ bom bẩn ở Ukraine Ba Lan cung cấp miễn phí cho Ukraine hàng chục khẩu pháo tự hành Grab Nga tuyên bố phá hủy kho dầu 100.000 tấn và cứ điểm chỉ huy của Ukraine Ukraine tuyên biệt kết tấn công xuyên biên giới, xây các cộng sự phòng thủ dọc biên giới Nga. Ukraine cảnh báo kịch bản Nga vừa rút khỏi Kherson. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Hội đồng Bảo an họp khẩn về nguy cơ bom bẩn ở Ukraine Vâng kính thưa quý vị, Nga cảnh báo nguy cơ các lực lượng Ukraine sử dụng bom bẩn để đôi lỗi cho Moscow, đồng thời triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về vấn đề này. Interfax ngày hôm 25 tháng 10 cho biết, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, trong đó cảnh báo nếu lực lượng Ukraine sử dụng bom bẩn trong cuộc xung đột đang diễn ra, Nga sẽ coi đó là hành động khủng bố hạt nhân. Vẫn theo nguồn tin của Interfax, Nga đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề này ngay trong ngày 25 tháng 10. Nga kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc làm mọi thứ trong khả năng để ngăn nguy cơ bom bẩn được sử dụng ở Ukraine. Trước đó, quân đội Nga khẳng định họ có thông tin về việc các lực lượng Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hạt nhân năng suất thấp trong cuộc xung đột, sau đó đổ lỗi cho rằng Nga đã khai hỏa vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Bom bẩn là loại bom được chế tạo bằng chất nổ thông thường nhưng được bổ sung một lượng chất phóng xạ, có thể gây ô nhiễm phóng xạ một khu vực rộng lớn. Trong ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có bốn cuộc điện đàm liên tiếp với các ông Lloyd Austin, Sebastian Lekamu, Hulusi Aka và Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để thảo luận về tình hình như Ukraine và cảnh báo nguy cơ bom bẩn. Ukraine đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc họ chuẩn bị sử dụng bom bẩn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc giục kêu gọi quốc tế có hành động thống nhất trước các cáo buộc từ Nga. Chiến sự ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 9. Ukraine gần đây đẩy mạnh phản công dọc chiến tuyến và đã tái kiểm soát hàng ngàn km vuông diện tích ở Kharkov, Kherson và cả Donetsk, nhưng hứng thiệt hại nặng nề về nhân lực. Sau khi sắp nhập bốn vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugan, Nga đang nỗ lực thiết lập các tuyến phòng thủ trước đà phản công của Kiev. Ba Lan cung cấp miễn phí cho Ukraine hàng chục khẩu pháo tự hành Krab. Thưa quý vị, số lượng pháo tự hành Krab của quân đội Ukraine dự kiến sẽ lên tới hàng trăm khẩu khi được Ba Lan tích cực viện trợ. Ba Lan sẽ chuyển giao miễn phí cho lực lượng vũ trang Ukraine thêm 54 tổ hợp pháo tự hành Krab hiện đại, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ chiến trường trong giai đoạn mới của cuộc xung đột. Trong buổi họp báo sau cuộc họp Ramstein 6 ở Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov thông báo Ba Lan đã chuyển giao số lượng pháo tự hành Krab nhiều hơn so với báo cáo chính thức. Cụ thể thì Kiev đã nhận 3 tiểu đoàn, tương đương 54 khẩu. Điều rất đáng chú ý, toàn bộ 54 tổ hợp pháo tự hành nói trên đều được chuyển giao miễn phí cho Ukraine. Và chưa dừng lại ở đây, vào mùa hè năm sau, Dự kiến Ukraine sẽ nhận thêm 54 hệ thống nữa, qua đó tăng số lượng lên 106 tổ hợp có hai khẩu đã bị phá hủy. Đến thời điểm hiện nay, Ukraine đang có trong trang bị số lượng pháo tự hành Grab lớn nhất thế giới. Khi nói đến tổng số 90 bệ pháo đã xuất xưởng, lực lượng vũ trang Ukraine sở hữu 60% số vũ khí loại này. Ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan đang phải hoạt động hết công suất. Ngoài đáp ứng nhu cầu bản thân, thì ưu tiên số một của Warsaw hiện nay lại chính là hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Pháo tự hành mươi 155mm được thiết kế bởi công ty quốc phòng Huta Stalowa Wola (HSW), nguyên mẫu đầu tiên ra mắt vào năm 2001. Tuy nhiên, grab không hoàn toàn do HSW chế tạo tất cả, mà nó là sự nghiệp lai ghép nhiều hệ thống pháo khác nhau. Cụ thể, tháp pháo 155mm Grab được lấy từ AS-90M Breithorst của Anh. Trong khi đó, khung gầm lại là của pháo tự hành K9 Thunder Hàn Quốc. Chỉ có trang bị thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực Topaz là do Ba Lan tự phát triển. Mặc dù vậy, xét về tổng thể, Grab vẫn được đánh giá là một mẫu pháo tự hành tốt và vì sử dụng các bộ phận do nhiều quốc gia khác nhau chế tạo chỉ có một mục đích duy nhất là giúp nó trở nên hoàn thiện hơn. Vũ khí chính của hệ thống Grab là pháo 155mm do tập đoàn Bear System chế tạo, có thiết kế tương tự như khẩu AS-90 đang phục vụ trong biên chế lục quân Hoàng gia Anh. Để tăng khả năng cơ động, thì tháp pháo của Grab có khả năng xoay 360 độ với góc nâng hạ từ âm 3,5 độ đến dương 70 độ. Tổ hợp Grab có khả năng bắn được mọi loại đạn pháo cỡ 155mm của NATO, kể cả đạn dẫn đường thông minh M982 Excalibur. Toàn bộ hệ thống pháo tự hành Grab có trọng lượng hơn 52 tấn và được trang bị một động cơ diesel MTU MT881K500 với hệ thống làm mát bằng nước có công suất tối đa khoảng 1.000 mã lực, tương tự như K9 của Hàn Quốc. Tốc độ di chuyển tối đa của pháo tự hành Grab vào khoảng 67 km h trên đường tốt, với tầm hoạt động tối đa có thể đạt 650 km. Thông số này tương đương với nhiều tổ hợp pháo tối tân do các quốc gia khác chế tạo tầm bắn của Krab trong khoảng từ 7 đến 40 km. Do được trang bị hệ thống đạp đạn tự động nên tốc độ bắn của khẩu pháo này khá nhanh, ước chừng 3 phát trong vòng 10 giây và thấp nhất cũng ở mức là 2 phát trên phút. Cơ số đạn mà tổ hợp pháo tự hành Krab có thể mang theo tối đa là 40 viên cùng 48 liều phóng. Khi tác chiến, nó sẽ yêu cầu có phương tiện tiếp đạn chuyên dụng đi kèm, nhưng cũng có thể chỉ là xe tải thông thường. Nga tuyên bố phá hủy kho dầu 100.000 tấn và cứ điểm chỉ huy của Ukraine. Thưa quý vị, các đợt tập kích bằng vũ khí chính xác của quân đội Nga đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong một thông báo cập nhật tình hình chiến sự vào ngày 24 tháng 10, Trung tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công hiệp đồng bên chủng với sự tham gia của máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga đã gây ra thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công hiệp đồng của lực lượng hàng không chiến thuật, tên lửa và pháo binh đã săn phản bốn sở chỉ huy của quân đội Ukraine tại các khu vực Kharkov, Kherson, Nikolaev, 72 hỏa điểm pháo binh cùng vị trí tập trung quân tại hơn 174 địa điểm trên khắp Ukraine cũng đã bị đánh trúng. Tại khu định cư Druryknaya ở Kharkov, quân đội Nga đã phá hủy một kho đạn và vũ khí quy mô lớn của Ukraine, tướng Konashenkov tiết lộ. Cũng theo ông Konashenkov, trong ngày 23 tháng 10, một kho dầu lớn chứa hơn 100.000 tấn nhiên liệu máy bay của không quân Ukraine đã bị quân đội Nga đánh trúng. Ngoài ra, thì một kho lưu trữ dầu diesel phục vụ cho nhiệm vụ tác chiến của các khí tài mặt đất tại tỉnh Dnepr cũng đã bị phá hủy. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc đột kích vào các cứ điểm phòng ngự của Nga tại các khu vực Kharkov và Krasny-Liman. Tuy nhiên, thì các cuộc đột kích này đã bị đẩy lùi nhiều phương tiện quân sự và binh sĩ Ukraine đã bị lực lượng phòng thủ Nga loại khỏi vòng chiến đấu. Lực lượng phòng không Nga cũng đã hoạt động hiệu quả trong ngày khi đang bảo vệ an toàn cho các binh sĩ Nga trước các cuộc tập kích hỏa lực của quân đội Ukraine. Trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 3 máy bay không người lái tại các khu định cư Yagodnoye ở Kharkov, Shevchenko và Mali-Kemetric thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk ngoài ra thì 21 hỏa tiễn được phóng từ pháo phản lực HIMARS cũng đã bị đánh chặn trung tướng Konashenkov cho hay bộ quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố trên của trung tướng Konashenkov Ukraine tung biệt kết tấn công xuyên biên giới xây các cộng sự phòng thủ dọc biên giới nga Thưa quý vị, các thông đốc miền của Nga giáp với Ukraine cáo buộc Ukraine tung biệt kích tấn công vào các cơ sở hạ tầng, các đoàn toàn quân sự và cả vào phi trường bên Gorod. Các nhà chức trách Nga cuối tuần qua đã thông báo về việc xây dựng các công sự dọc theo biên giới của khu vực kết vì lo ngại những bước tiến của Ukraine. Thông báo này được đưa ra gần 8 tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tung ra hoạt động quân sự đặc biệt đối với quốc gia Đông Âu vào ngày 24 tháng 2. Ban đầu, Moscow nhắm đến cuộc chiến thắng nhanh chóng trước Ukraine, nhưng nỗ lực phòng thủ mạnh mẽ hơn dự kiến của kiev đã gây ra các thiệt hại nặng nề cho nga trong những tháng gần đây ukraine đã tiến hành các chiến dịch phản công để chiếm lại lãnh thổ mà nga tuyên bố chủ quyền nước này cho biết quân đội của họ đã giải phóng hàng ngàn dặm vuông ở miền nam và miền đông ukraine mặc dù nga đã sắp nhập bất hợp pháp một số lãnh thổ này sau các cuộc trưng cầu dân ý vốn bị phương tây bác bỏ vì cho rằng đó chỉ là trò gian lận chỉ giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng, một khu vực của Nga dường như đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Thống đốc Roman Stavorit của Kết đã thông báo về việc xây dựng các công sự mới qua Telegram vào hôm Chủ nhật. Kết là một khu vực có khoảng 1 triệu cư dân có chung biên giới phía đông với Ukraine. Trong tuần này, công việc hoàn thiện và xây dựng hai tuyến phòng thủ tăng cường của vùng kết đã hoàn tất. Công việc được thực hiện cùng với Bộ Quốc phòng Nga và Cục Quản lý Biên giới kết, Stratovius nói. Starovius nói thêm rằng tuyến phòng thủ thứ ba sẽ được hoàn thành vào ngày 5 tháng 11. Trực tiếp đến phía nam của kết Vyacheslav Gladkov, thống đốc Begorod đã đăng các bức ảnh về các công trình bảo vệ đang được xây dựng trong các khu vực của mình trên Telegram của ông ta vào hôm thứ Bảy, Ông nói chúng tôi sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ sự xâm phạm nào vào lãnh thổ của chúng tôi. Ukraine đã không chính thức tiến hành các cuộc xâm lược vào một trong hai lãnh thổ và các nhà lãnh đạo của họ cũng không bày tỏ sự quan tâm đến việc xâm lược lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Nga đã cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn vào cả hai miền. Vào tháng 6, Starovyevs nói cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng Ukraine đã pháo kích vào thành phố Ryk nhưng không ai bị thương, ông cho biết Lực lượng biên phòng của khu vực đã phải trả đũa vụ tấn công. Trong khi đó, GlassCorp tuần trước cho biết khu vực này đã bị tấn công bằng hỏa tiễn, khiến bốn người bị thương do xung đột leo thang. Ông cho biết, khoảng 16 vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Belgorod, nơi sinh sống của hơn 300.000 người. Theo The Moscow Times, các công sự được xây dựng khi Nga dường như tiếp tục thất thế ở Ukraine giới lãnh đạo quân đội Nga đã trút các binh sĩ ở Kherson, một thành phố bị chiếm đóng mà Ukraine muốn giành lại trong những tuần gần đây. Một dấu hiệu cho thấy Nga đang phải vất vả để nắm giữ thành phố quan trọng, được coi là cửa ngõ vào Crimea, lãnh thổ mà Nga sắp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Associated Press đã đưa tin vào hôm Chủ nhật. Các nhà lãnh đạo do Nga cài cắm cũng khuyến cáo người dân Kherson phải di tản khỏi thành phố để phòng quân đội Ukraine chiếm lại thành phố này, theo AP. Kherson là một trong những thành phố đầu tiên bị Nga chiếm khi bắt đầu chiến tranh và là một trong những khu vực bị sáp nhập bất hợp pháp vào tháng 9. Các chuyên gia trước đó nói với Newsweek rằng việc Ukraine chiếm lại Kherson có thể tác động lớn đến quân đội Nga. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine để đưa ra bình luận. Ukraine cảnh báo kịch bản Nga vừa rút khỏi Kherson Thưa quý vị, tướng Budanov, lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine cho rằng Nga vừa rút khỏi Kherson, trong khi tăng cường lực lượng phòng thủ tại đây. Đại tướng Sergei Surovikin, tổng chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine có thể đang tiến hành các động thái để xoa dịu phản ứng của dư luận Nga trong trường hợp Kherson thất thủ, song chưa thể nói được rằng lực lượng Nga đang rút chạy khỏi thành phố. Thiếu tướng Kirilo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn vào ngày 24 tháng 10 tướng Buranov cho rằng Nga trên thực địa đã có một số dấu hiệu rút khỏi Kherson, như chuyển ngân hàng Prom, CVS Bank và các tổ chức tài chính khác khỏi thành phố, đưa bệnh nhân và thương binh nặng ra ngoài, đồng thời yêu cầu những người có thể đi lại được rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên thì đây là một chiến dịch chiến tranh thông tin và tâm lý, bodanov nói. Họ đang tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đã rút đi, nhưng đồng thời đưa thêm các đơn vị mới vào Kherson và chuẩn bị chiến đấu trên đường phố. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine cũng chỉ ra một điểm yếu trong kế hoạch này của lực lượng Nga, đó chính là đập thủy điện Kharkovka trên sông Dnieper, tuyến vận tải huyết mạch duy nhất mà Nga còn có thể sử dụng để tiếp tế cho Kherson. Và theo ông thì nếu quân đội Ukraine kiểm soát được đập Kharkovka, phía Nga sẽ phải nhanh chóng ra quyết định khác hoặc lập tức rút khỏi thành phố Kherson để tránh rơi vào tình huống bị cô lập tương tự như các đơn vị ở Ukraine tại Mariupol vào hồi mùa xuân. Nga chưa bình luận về thông tin của nhà lãnh đạo tình báo Ukraine. Chính quyền quân sự dân sự do Nga thành lập tại tỉnh Kherson vào ngày 24 tháng 10 thông báo thành lập đơn vị dân quân phòng thủ thành phố Kherson. Cơ quan này cũng tuyên bố an ninh trên địa bàn thành phố Kherson tiếp tục được đảm bảo và dân chúng có thể rời khỏi khu vực tới bờ sông Dnieper bất cứ lúc nào. Quân đội Ukraine những tuần qua mở các đợt tiến công dọc theo bờ Tây sông Dnieper tới thành phố Kherson. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Nga đang đối mặt nguy cơ mất dần kiểm soát Kherson và cuối cùng sẽ phải rút khỏi thành phố. Nga kiểm soát tình hình Kherson từ hồi tháng 3 và đã tuyên bố sắp nhập tỉnh này hồi đầu tháng 10, động thái Kiev kịch liệt phản đối. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước thiết quân luật ở bốn tỉnh sắp nhập từ Ukraine, trao quyền cho giới chức ở đây tăng cường huy động lực lượng. Giới chức tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm ngày 18 tháng 10 thông báo hỗ trợ cư dân địa phương sơ tán tới các tỉnh của Nga, cũng như cung cấp miễn phí nơi ở và mọi thứ cần thiết. Khoảng 25.000 người đã được rời khỏi tỉnh Kherson, trong khi đó Ukraine gọi đây là trục xuất hoạn loạn và cho rằng Nga cố tình gieo rác hoảng loạn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa thì đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Quý vị đừng quên nhấn vào chuông thông báo và nút theo dõi để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ tình hình chiến sự tại Ukraine. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.